chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên thì mình xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc trong cuộc sống này. Thì đến với clip hôm nay thì mình cảm thấy hơi buồn vì cơn bão số 5 đã đổ bộ vào nước của mình, nước ta, nhiều làm ảnh hưởng đến một số người dân ở khu vực ở miền, được là khu vực ở miền Trung. Thì do cơn bão đi qua thì làm ảnh hưởng đến mọi người, vì cuộc sống của mọi người thì mình không biết làm sao hơn, vì mình mong mỏi cho mọi người ở khu vực ở nơi xảy ra ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 5 đi qua thật nhiều sức khỏe và bình an. Và điều nữa là mình mong cho mọi người sớm sửa chữa và trở lại cuộc sống như bình thường. Thì cái thứ tư là mình mong cho mọi người ở khu vực xảy ra cơn bão số 5 có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường. Và cái thứ hai, clip này mình muốn chia sẻ cho mọi người về cây cầu Ngũ Hiệp. Thì vào sáng hôm nay, ngày 18 tháng 9 năm 2020, thì cây cầu Ngũ Hiệp đã được chính thức thông xe, tổ chức khánh thành. Thì hôm sáng hôm nay mình không có thời gian để mà lên khu vực ở trên mà cái lại để mà quay chia sẻ cho mọi người về cầu Ngũ Hiệp, nhưng mà nhờ có ông anh của mình đã quay và gửi clip cho mình. Thì hôm nay đến với clip này mình có một khúc chia sẻ ngắn về cái cầu Ngũ Hiệp đang tổ chức khánh thành nha mọi người. Thì trong cái lúc mà quay clip này á, thì cái thời tiết nó không được tốt do ảnh hưởng của bão số 5 nha mọi người. Thì nên như cái hình ảnh trong lúc mà đang quay á, thì nó không được tốt, mong mọi người thông cảm. Và cái thứ hai là mình cảm ơn ông anh mình đã bỏ thời gian ra và dầm mưa để mà quay clip này cho mình. Và bây giờ thì mời mọi người xem cái cầu Ngũ Hiệp đã thông xe và như thế nào để nối hai bến bờ là xã Long Trung và xã Ngũ Hiệp, để cho mọi người có thể mà di chuyển thuận lợi hơn và nền kinh tế ở khu vực đó cũng tốt hơn. Và bây giờ mời mọi người cùng theo dõi clip nhé.